Xin chào cả nhà thân yêu đã trở lại với kênh Siêu Hiền Vlog Cuộc Sống ở Campuchia cả nhà ơi. Thì hôm nay cả nhà mình có muốn kho một nồi bò kho cả nhà. Nhưng mà mình thì nào giờ mình chưa có từng làm, mình cũng không biết làm nữa cả nhà, cho nên mình có search coi ở trên mạng. Thì mình cũng thấy người ta ướp gia vị thì nó cũng đơn sơ, cái gia món gia vị đó thì nhà mình thì nó có. Hôm nay mình xin mời cả nhà cùng cùng theo mình làm một món bò kho để ăn hủ tiếu nha cả nhà. Nếu như mà mình làm cái gì mà nó không có đúng với cái nguyên liệu hay là nấu nó không có còn thiếu cái gì đó cả nhà, thì xin cả nhà góp ý dùng cho mình để có lần sau mình làm mình sẽ rút kinh nghiệm nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, xin mời cả nhà theo chân mình nha. Thì đây cả nhà ơi, ở đây mình có làm một miếng sườn này, nó có khoảng 1 kg 2 đó cả nhà. Thì chồng mình kho sườn cả nhà, với lại một cái lữ bò mà mình đã nấu qua nước sôi và mình cạo rửa nó rồi đó cả nhà. Tí mình sẽ làm lại thêm một lần nữa cho nó sạch sẽ cả nhà. Thì đây là lần đầu tiên mình làm, mình cũng không biết chuẩn bị nó có đúng không cả nhà. Còn ở đây á, thì chồng mình làm theo kiểu ở đây thì người ta để có là khoai tây nè, củ hành tây nè, cà rốt nè, sả nè. Ở đây là có một bịch gia vị nấu bò kho, với lại mình có thêm một bịch nữa là sa tế đó cả nhà. Và cái này thì sa tế của người Cam nên thì ở đây cũng có hũ cũng có bịch. Thì con mình đi mua nãy người ta bán cho một bịch vậy luôn. Con mình muốn chào cả nhà. Cả nhà xin chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú có khỏe không? Ông bà cô chú có khỏe không? Ông bà cô chú có nhớ mẹ? Ông bà cô chú nhớ con không? Ông bà cô chú như là sụp lại cho mẹ con với. Cảm ơn theo Campuchia, cảm ơn sao đâu. Ok. Campuchia mà, cái đó Việt Nam. Ok. Đây, sập tiết. Ok. Mình mới có chuẩn bị cái gì thịt đồ ga thôi cả nhà. Còn ở đây là đồ một chồng mình mới đi chợ về đó, cho nên mình cũng chưa có bày ra hết. Thì ở đây có là ngò gai với hành, giá, hủ tiếu. Ở đây cũng là hủ tiếu. Còn bên này thì có thêm một mớ là ngò ôm. Thì chồng mình chuẩn bị để mà ăn hủ tiếu bò kho đó cả nhà. Thì mua cũng đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng bắt tay vào bếp với mình cả nhà ơi. Chị đây rồi cả nhà ơi, mình mới vừa chặt sườn rồi xong. Với lại mình bằm xả ớt một miếng mình để vô đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vô đây 4 muỗng đường nha cả nhà. 5 muỗng đường. Và mình sẽ cho đây là 3 muỗng bột ngọt. Vì mình xài muỗng cà phê cả nhà. Và một miếng muối hột. Và đây là một bịch ngũ vị hương mình sẽ gia vị bò kho mình sẽ để vô hết luôn nha cả nhà. Đây là món đầu tiên mình làm trong đời, mình cũng không có biết là có đúng không. Thì bây giờ đồ mình thấy người ta làm sao mình cũng làm y vậy, thử coi nó có ngon giống như người ta không nha cả nhà. Và đây là một gì sa tế nhiên nữa ha. Rồi ok, bắt đầu mình sẽ trộn lên nha cả nhà. Nhà rồi thì đây cả nhà ơi, một cái thao thịt sườn ướp sa tế của mình cũng đã xong rồi, sườn ướp bò kho quá trời thơm luôn cả nhà. Đây là lần đầu tiên mình làm mà cái mùi thơm nực nồng chịu không nổi luôn nè. Mình nghĩ là chắc ngon lắm đây. Thì mình sẽ ướp để đây có khoảng chừng nửa tiếng nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ xay qua, mình cắt cà rốt với lại khoai tây rồi củ hành rồi mình chuẩn bị xong thì mình sẽ xào nó lên nha cả nhà.
mình kho nó lên. Thì cái nhà mình bây giờ bắt đầu xào tỏi với lại củ hành đỏ nữa nha. Kế mình cũng bỏ một thêm một mớ cộng sả vô mình cháy luôn cho nó dậy cái mùi sả. Đây lần đầu tiên mình làm mà thấy nó ngon quá cả nhà, mình không biết kết quả làm sao, cả nhà cùng chờ với mình nha. Nếu như mà mình có làm mà không có gì còn thiếu cái gì cả nhà thì cũng hy vọng cả nhà góp ý chỉ thêm cho mình nha, mình cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô mình hành nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, là bò khô của mình cũng đã sôi lên rồi đây. Sôi lên thì mình sẽ để cho nó lửa riu riu một hồi cho hơi lâu xíu rồi cả nhà. Đây mình nghĩ mình hầm sườn á, nó hơi dai một chút á. Thì mình để mình làm mình để lửa riu riu cho nó mềm xíu mình mới để rau cải vô nha cả nhà. Cái nồi của mình nó nhỏ quá đó cả nhà, cho nên bây giờ mình chưa có để cà rốt với củ hành vô nữa mà nó đã đầy rồi. Thì bây giờ mình sẽ sang ra một cái nồi nhỏ nữa nha cả nhà, làm hai nồi luôn. Mình sang đi một nồi ra một nồi rồi, bây giờ mình sẽ để cà rốt vô cái nồi này một mớ nha cả nhà. Giờ mình sẽ để cà rốt vô nha cả nhà cho nó đầy hết luôn. Đây là một cái nồi nhỏ nữa là mình xớt ra mình nấu nấu cho nó xong hết rồi mình sẽ gửi cho mẹ chồng mình nha cả nhà. Mẹ chồng mình một nồi, nhà mình xin một nồi. Đây là hai nồi, là một nồi bự này là nhà mình, còn nồi này là bên mẹ cho mẹ chồng mình. Mình nêm theo cái khẩu vị của mình thì mình thấy ngon rồi cả nhà. Giờ mình để củ hành tây vô nữa là xong. Thì mỗi người một cái khẩu vị khác nhau cả nhà. Mình cũng nêm ở đây đường muối bột ngọt thôi chứ mình không có để nước mắm. Là mình thấy người ta làm không có để nước mắm nữa cả nhà. Kho nhưng mà không có để nước mắm. Thì mình sẽ làm một chén nước mắm ớt riêng, khi mình ăn hủ tiếu mình sẽ chan vô nha cả nhà. Ở đây thì mình có thêm một cái mớ gốc hành nữa, mình cũng để vô cho thấy nó nhìn nó đẹp nó ngon nha cả nhà. Đây thì nồi bò kho của mình cũng đã hoàn thành rồi cả nhà. Quá là thơm ngon luôn. Đây là lần đầu tiên mình được làm trải nghiệm với một cái món bò kho nha cả nhà. Thì rất là thơm ngon. Thì đây cả nhà ơi, cái phần mình sẽ đem cho mẹ chồng mình nửa ký giá, mua 1 ký nha cả nhà. Mình chia ra mình rửa sạch sẽ rồi mình sẽ đem cho mẹ chồng mình. Còn đây là một bịch hủ tiếu mình đưa mẹ chồng mình luôn. Với đây là một bịch rau. Hành với ngò gai cả nhà mình sắt sẵn luôn. Và đây là cái nồi bò kho mình, tại mặt mẹ chồng mình ở cũng hơi xa đó cả nhà, cho nên mình sẽ để vô cái bọc như vậy, mình đậy nắp lại, mình buộc bọc lại rồi mình cho con mình chở xe Honda đi nha cả nhà. Cũng đây là ô xây cũng hơi xa một chút, mình chuẩn bị cho mẹ chồng mình nha cả nhà rồi mới tới mình ăn cả nhà. Bây giờ mình cho con mình đem đi cái đã.
đây thì mình buộc lại như vậy là nó rất là chắc nha cả nhà. Như vậy thì nó treo lên xe đi không có sao. Bây giờ cái xe con mình nó có cái chỗ để ngay chỗ để chân, có cái bàn để đó, để được. Ở đây là bọc giá hủ tiếu thì cứ máng lên cổ xe cũng được, nó nhẹ thôi. Bây giờ là đây là cái phần của mẹ chồng mình xong rồi. Giờ là chuẩn bị tới nhà mình nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, mình bò kho cũng mình cũng đã xong rồi. Thì bò kho thì chồng mình định ăn với hủ tiếu, nhưng mà mình thì muốn ăn với lại bánh mì, cho nên mình mới kêu con mình mua thêm bánh mì nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ ăn, dọn ra mình ăn bò kho với bánh mì. Thì bây giờ mình đã dọn ra xong rồi, mình xin mời cả nhà cùng dùng bò kho với bánh mì với gia đình mình nha. Quá trời thơm ngon luôn cả nhà. Lần đầu tiên mình làm, thật sự ra thì mình không có biết làm đồ ăn lắm đâu cả nhà. Mình chỉ mới học hỏi thôi, cho nên rất là nhiều cái sự thiếu sót đó. Mong cả nhà đỡ mình nha. Bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng dùng bánh mì chung với gia đình mình nha ha. Bánh mì bò kho. Mình cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đi cả nhà ơi, thì bây giờ cũng tối rồi, chồng mình mới đi làm về cả nhà. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị để mà trụng hủ tiếu bò kho nha cả nhà. Mình sẽ trụng hủ tiếu bò kho ăn hết cả nhà luôn cả nhà. Đây là cái tô của con gái mình, nó không có ăn rau được. Còn bốn tô này là hai vợ chồng mình chồng mình, con trai lớn mình với lại thằng con trai giữa. Bây giờ thì mình mình đang hâm lại cái nồi bò kho nè cả nhà. Mình nấu hồi sáng giờ đó mà giờ này mới được làm ăn. Cái bóng đèn nhà mình nó bị đứt cả nhà ơi, nó bị hư cái bóng đèn. Cho nên lấy cái bóng đèn nhỏ thay đỡ chỗ cái bếp ha. Chồng mình chưa đi làm về là mấy có bóng đèn nha cả nhà. Cho nên nó hơi tối quá trời, nhưng mà chụp lên rau cũng nhìn quá đẹp nè. Đây mình có bắp chuối với rau muống bào, còn miếng mình trộn chung ăn cho nó ngon.